Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục trong video này. Tôi sẽ nói rất nhanh một cái bài học ngắn ngắn thôi về kỹ năng phân tích và dự đoán. Cá nhân tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta thạo hoặc là hiểu biết hoặc là biết phân tích và dự đoán về thị trường, về khách hàng một chút thì chúng ta sẽ rất có lợi thế trong quá trình chúng ta làm sale, và chúng ta rất có thể trở thành king of sale và trở thành những người bán hàng giỏi nhất, trở thành những cái giám đốc kinh doanh trong tương lai. Thì tôi sẽ nói nhanh thôi, bởi vì cái kỹ năng phân tích và dự đoán nó là như nào. Chúng ta phải phân tích được tình huống, đúng không ạ? Rơi vào cái tình huống này thì chúng ta liệu rằng có chốt đơn được hay không, khách hàng liệu có tiếp tục hay không, chúng ta phải phán đoán được, đúng không ạ? Hay là cái quá trình chúng ta bán hàng rất nhiều lần rồi thì chúng ta thấy là những khách như thế này thì mua dễ, khách như này thì mua khó, khách như này mua nhiều, khách như này mua ít. Chúng ta biết, đúng không ạ? Chúng ta dựa trên lịch sử mua sắm, chúng ta dựa trên lịch sử về cái quá trình chúng ta giao bán hàng. Đấy, chúng ta phải phân tích được tình huống, đúng không ạ? Chúng ta phân tích số liệu. Số liệu là cái gì? Ví dụ như là nó sẽ có thường xuyên có cái bản report, cái bản báo cáo đấy, về thị trường, về hành vi, về xu hướng, thì chúng ta cần phải đọc những cái báo cáo đó. Ví dụ như các công ty họ thường có những cái bản báo cáo về thị trường, đấy, về hành vi, về xu hướng tiêu dùng, cái gì tiêu nhiều, cái gì chơi nhiều, cái gì vào nhiều, vân vân. Chúng ta phải biết nếu chúng ta là sale. Nhất là cái báo cáo trong ngành của chúng ta phải biết. Tất nhiên cái báo cáo đấy nó phải xác thực, nó phải là chính xác, đúng không? Đấy, chúng ta phải biết phân tích số liệu, ví dụ như đưa cho chúng ta một cái bảng số liệu kinh doanh tháng trước như thế này. Tại sao tụt, tại sao lên, lý do là gì? Chúng ta phải phân tích được để chúng ta rút kinh nghiệm, để chúng ta đưa ra giải pháp. Thay vì giải thích, thay vì đổ lỗi thì chúng ta hãy đưa ra giải pháp và chúng ta nhận lỗi, chúng ta tích cực. Thì đó chính là cái cách mà tôi đang nói là chúng ta xử lý số liệu đó, đúng không? Chúng ta phân tích khách hàng. Đấy, thì rất nhiều các bài của tôi đã nói về khách hàng rồi. Họ là ai, họ ở đâu, họ như nào, thu nhập ra sao, họ mong muốn điều gì, vân vân. Thì đó chính là việc chúng ta phân tích. Càng cái quá trình mình giao tiếp, mình có thể quyết được là khách này có thể chốt nhanh hay chốt chậm, đúng không ạ? Khách này có thể là đi lâu dài hay đi ngắn hạn, khách này ba sẵn hay không ba sẵn, kiểu kiểu như thế. Đấy là chúng ta phải phân tích được khách hàng ngay lập tức, và hoặc là thông qua các công cụ chúng ta có thể tạo ra các cái công cụ phần mềm hoặc là những cái bản biểu để chúng ta đánh giá được khách hàng như thế, được chưa ạ? Thế rồi chúng ta phân tích như thế để chúng ta đưa ra các quyết định về bán hàng, tạo ra các cái chính sách bán hàng tốt để mà chúng ta phát triển công ty và cái việc bán hàng của chúng ta lên, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta cứ giảm giá suốt ngày, và chúng ta thấy là cứ giảm giá thì có khách, mà không giảm giá không có khách, thì chúng ta làm thế nào, đúng không ạ? Hay là vẫn cứ giảm giá như thế, hay là chúng ta phải tăng giá lên, hay là chúng ta không giảm giá nữa. Đấy là cái câu chuyện của chúng ta. Đấy là câu chuyện của chúng ta. Chúng ta phải đưa ra các quyết định. Và các quyết định này phải làm sao? Phải nhanh, phải chính xác, đúng không ạ? Và cũng phải, nếu như có thời gian thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Thế một cái ý nữa là chúng ta phải biết dự đoán các cái xu hướng về marketing online, xu hướng kinh doanh, đúng không ạ? Rồi thì xu hướng về thị trường. Thì thị trường nó đang mốt cái này, nó mốt cái kia. Ví dụ như mình bán thời trang, đúng không? Năm nay nó dự đoán là sẽ rất lạnh, thì hãy tích những quần áo lạnh đi, hãy chuẩn bị đi, bởi vì rất có thể chúng ta sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Thế rồi thì đầu vụ thì chúng ta phải ra quyết định bán, hay là chúng ta nghe ngóng những thông tin là dịch sốt xuất huyết thì chúng ta phải bán những sản phẩm bắt muỗi, sản phẩm chúng ta giúp tiêu diệt cái con muỗi đấy, đúng không ạ? Hay là uống, chúng ta có những sản phẩm uống thuốc để chống được sốt xuất huyết chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi giả sử trên thị trường có cái sản phẩm như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là thành công, bởi vì chúng ta đã nhìn ra xu hướng, chúng ta đã ăn theo xu hướng đó, đúng không ạ? Và chúng ta thậm chí là dự đoán được cái xu hướng của tương lai, và sau đó thì chúng ta ra quyết định. Thì cái video này thì chúng tôi muốn là có lẽ là hơi tập trung một chút về cái sự dự đoán và xu hướng, phân tích xu hướng trong tương lai, và cũng hơi dành một chút cho những cái vị trí quản lý trở lên. Thông thường sale chúng ta thì cũng hơi ít để ý đến cái điều này, nhưng nếu như các bạn nhanh nhạy thì các bạn có thể nhìn ra xu hướng của mình và các bạn đi theo nó, các bạn tin tưởng nó, và các bạn rất có thể các bạn sẽ thành công, được không ạ? Vâng, và như tôi đã nói, video này rất ngắn gọn và đơn giản đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.